gầy là thầy mọi thứ. Vào việc thôi em. Em thiếu thốn như thế này hả vợ? Được rồi chị ạ. Em sửa ống nước giỏi thế này, không biết có sửa thêm ống nước khác giúp chị được không? Thế là nhà mình vẫn còn ống nòng bị tắc nghẽn à? Chị cứ chỉ cho em thông hết cho. Là chị này. Chị vui tính thật đấy. Trông em rất vừa vặn đúng ý chị. Không quá đô con, nhưng mà lại rất cơ bắp dẻo dai. Chỗ nào ra chỗ đấy. Em cảm ơn chị. Tại em làm nghề này cũng phải vất vả lao động chân tay, thành ra là người cũng có một chút cơ bắp. Hơi gầy một chút thôi, nhưng mà không sao. Gầy là thầy mọi thứ. Chị thích. Bây giờ chị nói cái này, em xem làm được thì làm, còn không làm được thì coi như là chị chưa nói gì nhá. Ban nãy không phải chị nói đùa đâu, chị nói thật đấy. Chị sẽ trả cho em 2 triệu nếu như em đồng ý với cả chị. Đồng ý không? Vợ ơi, anh về rồi. Sửa xong đường ống nước chưa em? Cứ về nhà suy nghĩ cho kỹ đi, rồi có gì gọi điện cho chị nhá. Anh về sớm đấy. Thì anh nghe vợ nói bảo là đường ống nước nhà mình bị hỏng, anh phải về sớm để xem thế nào chứ. À, em thấy tờ rơi quảng cáo dán ở ngoài cửa nên em gọi người ta đến sửa luôn rồi. Cậu ta làm việc cũng có tâm phết đấy. Em chào anh ạ. Chào em nhá. Ngồi xuống uống chén nước đã. Dạ thôi em về luôn ạ. Thế tình hình sửa thế nào rồi hả em? Em thông hết, đường bị ách tắc rồi ạ. Em trả tiền cho cậu chưa? Anh có một ít coi như là bồi dưỡng cho em. Cầm lấy. Anh cảm ơn ạ. Với cả là anh thấy trời hình như sắp mưa rồi đấy. Em cầm tạm cái ô của anh về đi. Em cảm ơn anh chị, em về ạ. Em chào anh chị. Thôi, anh vào tắm rửa đi rồi có ra ăn cơm. Hôm nay em lại làm hàu cho anh ăn đấy. Lại ăn hàu á? Sao ngày nào em cũng bắt anh ăn hàu thế? Hôm thì ăn hàu nướng, hôm thì hàu xào, hôm thì hàu hấp. Anh ăn nhiều anh cũng ngán rồi đấy. Ngán thì cũng phải ăn. Mẹ em còn làm hàu sống cho anh ăn cơ. Người ta bảo ăn hàu sống mới bổ, mới có tác dụng nhanh nhất mà. Thôi, đi vào đi, nhanh lên. Nhanh lên, lát còn ra trả bài cho em đấy. Đi. Trời ạ, lại thế nữa. Mới qua 2 phút, em còn chưa có cảm giác gì luôn ý. Chưa đến thợ đã hết tiền rồi sao? Anh xin lỗi. Anh cũng muốn lắm nhưng mà anh không kìm được. Anh xin lỗi vợ nhá. Lần sau anh sẽ cố gắng anh bù đắp cho vợ. Tại vì em thấy đấy, thời gian gần đây công việc của anh bộn bề, anh phải đi công tác nước ngoài suốt. Giờ giấc sinh hoạt đảo lộn hết cả anh. Mà anh cũng stress lắm nên anh mới không chiều vợ tới bến được. Thôi đi, lúc nào cũng chỉ lý do thôi. Thôi, anh xin lỗi. Mai anh dẫn vợ đi mua túi hiệu nhé. Chẳng phải là em bảo với anh là em thích cái túi hiệu gì đấy mà hơn 50 triệu còn gì. Nhưng mà chưa mua được đúng không? Mai anh đưa đi mua nhớ. Nói thế còn tạm nghe được. Lần này em tha cho anh đấy.
Em quyết định sáng suốt đấy. Giúp chị đi, chị sẽ không để em thiệt đâu. Nhưng mà trước khi mình làm, em có chuyện muốn hỏi chị. Tại sao chị phải nhờ đến em việc này, trong khi em thấy chồng chị rất quan tâm và yêu chiều chị cơ mà. Chiều để làm cái gì đâu, khi mà ông ấy bị ý sinh liếu hả em? Ý sinh liếu có nghĩa là yếu sinh à? Em hiểu rồi. Nhưng mà nếu hai vợ chồng không hòa hợp với nhau chuyện đó, anh ấy không đáp ứng được nhu cầu của chị đến mức chị phải tìm người ngoài, sao chị không bỏ anh ấy đi rồi tìm người mới? Chồng của chị tuy yếu chỗ đó, nhưng mà tiền của ông ấy thì chẳng yếu chút nào cả. Ông ấy làm ở công ty nước ngoài nên là lương cao lắm. Chị có phải làm cái gì đâu, chỉ có ở nhà ăn sung mặc sướng rồi tiêu tiền của chồng thôi. Thảo nào em thấy anh ấy đi công tác suốt. Thôi, chồng chị thiếu chỗ nào thì em bù cho chị chỗ đó nhá. Vào việc thôi. Em thiếu thốn như thế này hả vợ? Em tưởng anh đi công tác, sao lại ở nhà giờ này ạ? Nếu như tôi không ở nhà giờ này thì làm sao tôi có thể chứng kiến được cảnh này, và tôi cũng không thể biết được trên đầu tôi có bao nhiêu cái sừng nữa. Em cũng đừng có nói gì hết. Đúng là tôi yếu, là tôi bất lực. Nhưng vì sao tôi trở nên nông nỗi này? Là vì tôi cật lực đi làm kiếm tiền để lo cho cô một cuộc sống sung sướng đấy. Sống bằng tiền của chồng nuôi, nhưng lúc nào cũng muốn chồng vừa kiếm được tiền vừa khỏe. Thay vì việc bên cạnh tôi kiên nhẫn cùng tôi chữa trị, thì cô chọn cách tìm sự thỏa mãn ở bên ngoài. Cô đúng là cái loại đàn bà lăng loạn, ích kỷ và giả dối. Ly hôn đi. Anh ơi, em sai rồi, em xin lỗi, em... Mời cô bước ra khỏi nhà tôi. Cút! Cảm ơn em đã giúp anh nhận ra sự thật cay đắng này. Chưa về hả em? Sao vẫn còn ở đây? Dạ, em chuẩn bị về đấy ạ. Thế anh đi đổ rác nhá. Anh, em có chuyện này muốn nói với anh. Em có thể giúp anh chuyện này được không? Nếu như vợ anh là người như thế thật thì em hãy giả vờ đồng ý với vợ anh để anh tận mắt kiểm chứng việc này. Dạ vâng. Thà đau một lần rồi thôi anh ạ. Em tin là sau này anh sẽ tìm được một người thông cảm và cùng anh khắc phục chuyện này thôi. Lạc quan lên anh.